次丢失才能找回真心，我在人群里丢了过去找到你，每一次放弃才能有所获取，我在人生里直面那些不得已，每一次坚持才能再次相聚，我在疼痛里等待奔向你，每一次努力才能面对自己，我在时光里坦荡做自己。我们的故事在爱情里，不管他们错过多少次，我们的故事在幸福里，不管他们讲过多少次，我们的故事在青春里，当什么时候我们自己，我们的故事在故事里，Billy, cảm ơn anh đã cứu tôi. Hồi nãy tôi đã nói chuyện với ổng, tôi sợ làm ổng mất mặt. Đã lựa lời mà nói mấy lần, tôi cũng không biết là ổng thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu nữa. Thật ra hồi nãy cô cũng cứu tôi. Hoàn cảnh của hai chúng ta rất giống nhau. Đúng vậy. Lạ thật. Không, là duyên phận. Hay là anh xem chỉ tay cho tôi đi. Cô Ti Ti, xem chỉ tay tôi là chuyên gia đó. Này ông, hồi nãy ông đã xem qua rồi, bây giờ không làm phiền ông nữa. Lúc nãy cậu làm đổ rượu lên người của cô Ti Ti rồi, tôi còn chưa tính sổ với cậu. Hey, cô Ti Ti, hay là vậy, cô nói cho tôi biết cái đầm này cô mua ở đâu vậy? Ngày mai tôi sẽ sai người mua tặng lại cho cô. Ây, trời ơi, thiệt là đáng ghét. Không lẽ ông không phát hiện ra cô Ti Ti đã biến cái đầm này thành tác phẩm nghệ thuật? Đây là vật kỷ niệm cho duyên phận của tôi và Billy. Thành ý của ông tôi xin ghi nhận. Billy, tôi khác rồi. Cô ấy thật không nhận ra là một tên lưu manh đang giả danh trí thức. Các cô gái trẻ bây giờ không biết có phải càng lúc càng ngây thơ hay không nữa. Chưa đi giao hả? Không sợ khách hàng trả lại sao? Anh vui mừng quá sớm rồi đó. Tôi đang chờ người. Chờ ai vậy? Không phải chờ anh. Vậy thì tôi càng mừng. Hey. Không phải cô đang chờ bạn trai đã bắt cá hai tay lưng cô chứ? Tôi thích chờ đó. Kệ tôi đi. Hạ đó đó. Cũng tại cô nên tôi mới hỏi nhiều đó. Nếu cô là người khác đỡ cho tôi quá rồi. Dù sao thì cô cũng là người giỏi giang đáng tin nhất ở siêu thị Minh Tinh này. Nên tôi quyết định nói với cô lần cuối cùng. Chính mắt tôi nhìn thấy anh ta hẹn hò với cô gái khác. Cô đừng có ngốc nữa, bị lừa rồi đó. Trịnh Mặc, anh tưởng anh khua môi múa mép thì người ta sẽ tin anh hả? Anh tưởng anh là thần thánh hay sao? Anh chưa hoàn toàn hiểu hết về tôi đâu. Anh nói thiếu hai chữ rồi. Anh không phải thánh, anh là đồ thần kinh. Cô cái gì hả? Nói anh không phải đàn ông là đúng rồi còn gì. Có đàn ông nào đi nói xấu người khác giống như anh không? Còn dám nói người ta xấu xa. Tôi thấy anh là xấu xa nhất. Cô làm ơn biết phân biệt tốt xấu giùm tôi đi. Tôi thấy nhiều cô gái ngốc nhưng chưa từng thấy ai ngốc như cô. Cô đúng là nhân tài không có não hiếm thấy trên đời. Tôi nói cho cô biết không phải vì cô đâu, mà vì cô là đồng nghiệp của tôi. Nếu có ai biết cô ngốc như vậy, tưởng tôi cũng ngốc luôn. Cho nên cô phải thông minh hơn một chút để tránh liên lụy tôi, hiểu chưa? Con người của anh đúng là không hiểu gì hết.
nói chuyện mà không có căn cứ nào. Tôi sẽ kiện anh tội phỉ báng đó. Muốn có căn cứ hả? Cô chờ đi, tôi sớm tìm ra cho cô. Tới lúc đó cô đừng có đem cái mặt đầy nước mắt đi khắp nơi kể khổ với người khác. Đừng có quán trách tại sao tôi không nói với cô trước để cô đề phòng đó nghe. Anh cũng không thể chia tay được chứ gì. Ở trong bệnh viện, lúc cho đứa nhỏ xét nghiệm, cô cũng đã xét nghiệm luôn. Kết quả là cô bị ung thư. Anh đi đi, tôi không muốn thấy anh nữa. Em hãy nghe anh nói. Nếu tôi bị ung thư thì sao chứ? Đi đi, mau đi đi. Nghe anh nói đi mà. Em muốn gì anh cũng sẽ cho em. Vậy tôi muốn anh cho tôi được không? Anh ác thật. Động vật cũng có sinh mạng, đi săn là quá tàn nhẫn rồi. Ti Ti, cô đúng là người tốt bụng. Chúng ta hãy đổi một chủ đề không hài hước. Nhà của bảo mẫu có tốt không? Cô đang nói cô bảo mẫu của nhà tôi hả? Chắc là khỏe. Vốn dĩ đều được trả lương, nhưng mà tiếng Anh của họ quá tệ. Tiếng Anh của anh rất tốt. Du học ở nước ngoài mấy năm rồi. Ê, bây giờ người nước ngoài đều học tiếng Hoa. Tôi còn học tiếng nước ngoài làm gì? Cũng phải. Nếu cần thì tìm phiên dịch viên là được. Thời tôi đi học tiếng Anh cũng rất tệ, chưa qua được cấp 4. Nhưng mà tôi lại nghĩ nên để người nước ngoài kiểm tra tiếng Hoa cấp 4 mới đúng. Phải đâu, phải đâu. Vậy vì chuyện này chúng ta uống ly nữa nha. Nếu như Ti Ti biết được bảo mẫu chính là mình, đi săn chính là bắt chó ở dưới quê, đi du học ở Bắc Kinh. Thôi kệ đi, tới đâu thì tới. Vậy công việc hàng ngày của anh có phải chỉ cần ký văn bản là xong không? Tôi nghe nói chủ tịch hội đồng quản trị thường hay bàn công việc ở sân golf lắm. Công việc chính là quyết định cuối cùng. Gần giống vậy. Ê, thì là ngày thường có nhiều văn bản cần tôi ký tên, một mình tôi cũng rất là mệt mỏi. Một đại gia có tinh thần trách nhiệm như anh hiếm thấy lắm đó. Đại gia gì chứ, tôi làm gì có số tốt như vậy. Nè, mau dừng cái miệng ưa nổ của mày đi. Làm sao đây? Chết rồi. Tôi hiểu, anh chính là đại gia dựa vào bản thân. Ti Ti à, tôi muốn hỏi cô một câu. Tôi rất thích cô. À không, là rất thích cô đó. Nếu như có một ngày tôi phá sản rồi, cô vẫn cho tôi được thích cô chứ? Phá sản sao? Có thể lập nghiệp lại mà. Anh mới là quan trọng nhất. Sao anh lại về đây nữa hả? Tôi đi đây, thấy no bụng quá cho nên hóng gió sẵn tiện ghé thăm cô coi cô làm sao. Tính cười tôi chứ gì? Cười đi. Tôi vốn là vậy mà, nhưng thấy cô tội nghiệp quá nên không thể nào cười được. Anh đã bán được 150 cái giò heo chưa vậy? Chưa bán được. Dương Thủ Tiên nghĩ ổng là ai chứ, muốn gì được đó sao? Ảnh là quản lý đó. Tôi thật sự bị anh hại chết rồi. Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Tôi sợ con gái khóc nhất đó. Chắc không tới nổi 150 cái giò heo đâu hả? Tới nổi đó. Mỗi tháng tôi phải trả thẻ tín dụng, tôi không thể thất nghiệp. Anh biết chưa? Mắc cười hả? Ê, tôi từng nghe ai đó nói dù đổi công việc khác cũng không sao hết mà. Tôi không nói chuyện với anh nữa. Tóm lại tôi không thể thất nghiệp. Anh mà không bán hết được số giò heo đó, tôi không tha cho anh đâu. Anh hãy tránh ra đi. Này đâu đó, bạn trai bắt cá hai tay của cô đâu rồi? Tôi chưa thấy cô bị leo cây tội nghiệp quá nên tôi tới giúp cô nè. Thấy chưa hả? Tôi
Tôi chưa từng thấy cô gái nào ngang ngược như cô hết. Đi một mình buổi tối, cô đúng là gan cùng mình rồi. Alo, dọn vệ sinh hả? Tôi có rất nhiều rác cần xử lý, làm ơn gọi người lên đi. Sao mà xui quá vậy trời? Người làm gì trời thấy hết. Có một danh từ gọi là báo ứng. Hết điện rồi hả? Anh chính là ôn thần chuyển thế đó hả? Thể gặp anh là xui xẻo à. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nghĩ là chỉ có thể hy vọng vào cô bán hết số giò heo còn lại thôi. Chỉ có cái cớ này thì cô mới có thể trong phạm vi coi chừng của tôi. Con gái mà đi một mình ban đêm. Anh đang nhờ tôi đó hả? Nhờ cô? Tôi đang giúp cho cô đó. Tôi thì không sao hết, nhưng hễ tôi nghĩ tới 150 cái giò heo làm liên lụy tới công việc của cô. Anh im miệng đi, không nói chuyện là anh chết hả? Nè đó đó, vậy đi, cô lấy xe của tôi đi. Không cần, anh tránh ra. Đang giúp đỡ cô đó nghe. Trịnh Mặc, anh mau bán hết 150 cái giò heo giùm tôi đi. Anh mà bán hết là anh đã giúp rất nhiều cho tôi rồi đó. Đừng có làm phiền, đừng có quấy rầy tôi nữa được không hả? Hà đó đó, mày chính là một nữ siêu nhân. Nữ siêu nhân cái gì chứ, chạy xe của tôi còn chết nữa. Lần nào cũng phải kiên cường quanh quẩn trong nỗi cô đơn. Lần nào gặp những chuyện đau lòng cũng không được rơi nước mắt. Đúng là nữ siêu nhân thiệt rồi. Tôi biết tôi luôn có một đôi cánh làm tôi bay qua tuyệt vọng. Cô sống ở đây hả? À, môi trường ở đây rất tệ, không còn cách nào mới sống ở đây thôi. Thời gian ngày hôm nay trôi qua nhanh thiệt, cảm giác như là đang nằm mơ vậy. Vậy anh nằm mơ thấy gì? Tôi mơ thấy một nàng tiên đến nói với tôi, em cuối cùng cũng tìm được anh. Đáng ghét, đồ dẻo miệng. Tôi xuống xe đây. Sao cũng chưa xin số điện thoại nữa, tức chết đi được mà. Tôi đi thiệt nha, mau xin số của tôi đi. Đi cẩn thận. Billy à? Hả? Chúng ta còn gặp lại không? Dĩ nhiên rồi. Sao lại chắc chắn vậy chứ? Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi có thể chắc chắn. Chắc là lần sau anh sẽ gặp cô bạn gái được anh lưu trong số điện thoại chứ gì. Không thể nào, người tôi muốn gặp nhất là cô mà. Tôi xin thề, nếu như tôi lấy điện thoại dõm ra là lỗ hết, sao xin số cô được. À Ti Ti à, cô cho tôi mượn điện thoại của cô đi. Tôi cho cô số điện thoại của tôi, có nghĩa là tôi cho cô bản thân tôi. Cô gọi là tôi có mặt. Đáng ghét, kêu mình chủ động gọi cho ảnh sao. Vậy tôi đi nha. À, khoan đã. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Đi thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao không đi nữa? Anh Dương à, tôi chỉ đưa tới đây thôi. Giám đốc Hà mới gọi cho tôi, kêu tôi đưa anh về rồi trả xe liền. Trả xe? Anh quên rồi hả? Đây là xe mướn mà. Cảm ơn anh nha. Kiêu ngạo thiệt, chỉ là tài xế thôi mà. Sao lại say tới như vậy? Mấy người đàn ông các anh đều là đồ lừa đảo. Đồ lừa đảo. Anh cũng vậy đúng không? Cho anh chút thời gian đi. Lại phải chờ 5 năm có đủ không? Ông chủ, sau này thịt với trao mà siêu thị cần xử lý, tôi sẽ gọi cho ông nha. Đừng nói sau này, bây giờ luôn đi. Ông chủ, tôi còn 150 cái nữa, giống như hàng của đó đó, đảm bảo chất lượng luôn. Vậy là quá nhiều rồi, tiệm chúng tôi nhỏ lắm, đâu có dùng hết. Dùng không hết cứ để đó, tôi thấy tủ lạnh của tiệm ông rất bự mà, bỏ 150 cái vô không thành vấn đề đâu. Nếu không á, tụi tôi giảm giá cho. Giảm giá đi ha, được không? Đâu đó à? Cô nói bữa nay tụi mình không bán hết giò heo, ngày mai sẽ bị đuổi việc, có phải vậy không? Cậu này nói có thật không vậy hả? Cô trả thẻ tín dụng chưa? Chưa trả hết hả? Im đi. Ông chủ, hay là vậy, ông mua luôn 150 cái còn lại đi. Tôi nghe chú Mã nói giò heo kho quán này nấu ngon quá trời luôn, nhiều người tới mua lắm đó. Tôi còn nghe chú Mã nói ông mới mở chi nhánh phải không? Đợi chi nhánh mở cửa, làm hết 150 cái giò heo cũng không thành vấn đề. Nó chỉ tốn một chút diện tích tủ lạnh mà thôi. Bữa nay á, nếu cô mà bán không hết số giò heo sẽ bị đuổi thật sao? Không nè, có đâu mà. Tôi không gạt ông đâu, tôi gạt ông làm gì chứ. Được rồi, dù là thật hay giả, ngày mai tôi sai người tới siêu thị mua. Bữa nay trễ quá rồi. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn ông nhiều. Ông đúng là tốt bụng. Ông đã cứu chúng tôi rồi đó. Bữa nào tôi tới mời một bữa nghe. Ông chủ, uống rượu không? Không cần. Bữa đâu. Bữa nào hai chúng tôi đi uống cùng ông. Không cần đâu. Rượu nào? Ông đúng cảm là cứu tinh của chúng tôi đó. Cảm ơn ông chủ. Vậy đi ha. Ông chủ cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn ông. Tôi sẽ báo đáp. Sao lại đẩy tôi? Cũng hay, cũng giúp được chút xíu. Xấu hổ chết đi được. Tôi phải tỏ ra mặt dày như vậy cũng vì cô thôi. Dù sao cũng gọi cô một tiếng sư phụ mà. Rồi cô thất nghiệp còn ai để tặng quà bái sư đi. Cảm ơn nha. Đi đường cẩn thận. Vậy cách nào? Anh cứ kệ tôi đi. Cô là con gái mà dữ quá. Ý của tôi chỉ là cô mà đẩy xe về tới nhà là tới sáng. Hay để tôi giúp cô cho trót. Tôi đưa cô về. Có thể nạp điện. Anh không hiểu hả? Chứ, đồ đầu đất. Trời. Ơi, cô gái này bướng bỉnh thiệt. Trời tối mà gặp thằng biến thái giết người thì sao đi. Ê, cô kia, tôi thấy sợ quá, tôi không dám về nhà một mình. Em yêu, anh quỷ chuyến bay rồi. Em giới thiệu danh một chút nha. Đây chính là bạn trai cũ của em, anh Raymond. Còn đây chính là bạn trai bây giờ của tôi. Cảnh Tử Hàn. Cung Thành, trời lạnh như vậy sao anh lại ngồi ở đây chứ? Hả? Bà xã em về rồi hả? Anh có biết là anh đang ngồi giữa đường không? Không phải là nhà. Làm ơn đi, anh không tới không phải nên gọi điện cho em hả? Thẻ tín dụng là của em có phải không? Và Cung Thành này là một thằng chồng của em có đúng không vậy? Trời ơi, được rồi, anh đừng nói nữa. Cho mượn 70 trả em 40. Mượn càng lâu thì lãi càng nhiều ha. Về đi. Đó, anh biết số tiền đó em dùng thẻ tín dụng để rút ra,
Nhưng mà em coi nửa năm trời anh không bán được kịch bản, anh không còn mặt mũi nào nhìn em nữa, có đúng không? Sao lại có chuyện đó? Bên Bá Lạc sẽ mua mà. Bá Lạc con khỉ, bọn họ không hiểu được nghệ thuật đâu. Không phải bọn họ có nhiều tiền sao? Có tiền thì đừng có làm điện ảnh, đi làm cái khác đi. Hả? À, bọn họ ý mình có tiền muốn chơi xỏ anh sao? Bắt anh quay mấy thứ dơ bẩn đó đúng là không biết gì là nghệ thuật mà. Bọn họ đang sỉ nhục anh ấy biết không? Không phải anh nói là lần này sẽ được sao? Lần này sẽ được, sẽ có tiền. Nhưng mà em biết bọn họ bắt anh quay mấy cái thứ đó đúng là không biết gì về nghệ thuật mà. Muốn anh giết người anh cũng phải giết đâu có biết chưa. Anh là một thằng đàn ông mà lại mượn tiền trong thẻ tín dụng của phụ nữ để xài. Anh bắt cá hai tay còn tưởng tôi không tìm được chứng cứ hay sao? Anh buông ra đi. Anh cứ chờ đi đồ tôi. Anh bỏ ra, Trịnh Mặc. Hắn bắt cá hai tay đó có biết không? Tôi đi, không quan tâm, anh bỏ ra. Tôi biết rõ chuyện của anh rồi. Cung Thành, anh có sao không? Tôi thấy người ngốc nhiều rồi, chưa ai ngốc như cô. Anh có bị thương không, Cung Thành? Tôi cho anh biết, tôi nắm được anh rồi. Có làm anh đau không? Hả? Rồi đó, anh không muốn quay mấy phim đó. Mà họ thật sự không biết gì về nghệ thuật mà. Em biết rồi, em biết rồi. Khóc đi. Em biết là anh rất khó khăn. Cung Thành. Cung Thành. Ê, tôi hiểu rõ cổ hơn cậu. Tôi nói cho cậu biết, cổ không thích ăn tỏi. Cổ cũng không ngửi được mùi tỏi luôn. Im đi, im đi, im lặng giùm tôi. Cổ không thể ngửi được mùi tỏi. Mà hơn cổ nữa, thật sự không thích ăn cổ tỏi rất thích đâu. Ăn những món mà tôi nấu. Không phải, cổ lúc thích nào ăn tôi đồ cũng nhất. Nấu cho cổ ăn hết. Cổ thích nhất là uống rượu gạo đó. Cổ rất thích ăn bít tết cho tôi nấu. Lần nào lúc tôi cũng ngủ, làm cho cổ ăn hết. Phải cầm một cái khăn lông. Lúc chuyện cổ này ngủ còn biết trang điểm nữa, anh có biết chỉ không vậy? Tôi biết anh thôi. Nghe tôi nói chứ đi. Mà tôi là biết cổ cầm khăn lông. Anh có biết tham vọng nhất định phải lợi hiểu nhất của cổ hiểu chính là thì gì cổ không thích. Cổ muốn giám sát kinh doanh. Không đúng. Giám sát thu mua. Cổ làm gì mà biết giám sát thu mua? Làm vợ của tôi đó. Không không không, sao lại có thể làm vợ anh được? Làm vợ, làm của, vợ tôi. Của tôi. Là vợ của vợ tôi. Của tôi. Là vợ, vợ của tôi. Nè nè, ai vậy? Lẹ lên, phụ chị dìu anh lên sofa đi. Bên này, bên này. Bên này. Nhanh lên đi. Từ từ thôi, sao vậy? Nè 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 nè. Uống sao vậy mà còn cổng ảnh nữa? Anh uống nhiều quá, lại ở dưới lầu đợi chị. Chị đâu thể mặc kệ ảnh được. Em thấy kiếp trước chị mắc nợ ảnh rồi. Cũng có lúc chị đã từng nghĩ tại sao chị lại ở bên ảnh. Chị nghĩ bây giờ là lúc ảnh gặp khó khăn nhất. Nghĩ tới ảnh bị mơ ước đầu đời của ảnh làm đau khổ, chị lại thấy mềm yếu. Chị phải coi cho kỹ, đừng coi tội nghiệp là tình yêu. Là tình thương được chứ. Cần có chị. Em cũng cần có chị. Mà chưa thấy chị đối tốt với em như vậy á. Nè, đoán coi bữa nay em gặp chuyện gì. Em muốn chị sặc chết hả? Mau đoán đi. Nhìn thấy em như vậy, có phải gặp được đại gia lắm tiền nào rồi không hả? Chỉ có chị là hiểu em thôi à. Em tính đắp nó tới chừng nào nữa đây? Lần này lại là ai nữa? Hồi đó em có nói với chị, sau khi em đăng ký hẹn hò trên mạng là em được chọn tham gia bữa tiệc hẹn hò với đại gia. Em đã gặp được một người ở đó. Năm mươi mấy tuổi? Đâu có ai nói giống chị. Người ta là một người rất trẻ mà. Không tin. Không tin thì thôi. Đợi tới khi thời cơ chín muồi rồi á, em sẽ cho chị gặp mặt. Lần này em nhất định sẽ nắm quyền chủ động, nắm lấy ảnh mà không bị rớt giá. Vậy lần này em lại nghĩ ra chiêu thức nào để làm cho người đó rơi xuống bẫy tình lớn do em tạo ra đây? Em đang tính bàn bạc với chị đây. Em đã nghĩ ra 18 chiêu. Chị coi chiêu nào được nhất. Trong đó có lạc mềm buộc chặt, mỹ nhân kế, kế ly gián, còn khổ nhục kế nữa. Titi à, còn có mỹ nhân kế nữa. Chị mệt quá, chị rất là mệt. Mai còn phải đi làm nữa. Ê, em còn chưa nói hết mà. Nghe em nói hết cái đã đi. Để mai đi. Ngày mai lại là một ngày hoàn toàn mới. Bà xã, ngày mai anh chắc chắn bán được kịch bản mà. Anh sẽ thành công. Kịch bản cái gì, cũng tại anh hết.
Mới sáng sớm chạy tới đây làm chi vậy? Tại nguyên tối hôm qua mình bị mất ngủ, tự nhiên nhớ tới chuyện cậu kêu mua giò heo nên mới tới. Hay quá, chuyện tối hôm qua bây giờ mới mò tới, không cần đâu. Bye bye. Khoan đã. Lại gì nữa đây? Cậu phải giúp mình một chuyện rất là quan trọng. Lại mua giò heo hả? Cậu nhớ người tên Cung Thành không? Cung Thành hả? Anh ta là bạn trai của một cô gái ngốc nhất trên thế giới. Cậu đã thích cô gái ngốc nhất trên thế giới đó rồi đúng không? Thích cái gì chứ, chẳng qua là giúp người ta lấy niềm vui thực hiện trọng trách cứu nhân độ thế thôi. Thứ nhất, cậu không phải Pháp Hải. Thứ hai, Đóa Đóa cũng không phải là Hứa Tiên. Thứ ba, Cung Thành càng không phải là yêu quái. Cậu không nên cản trở đôi uyên ương. Hơn nữa, bây giờ tôi đang đứng chung phe với yêu quái đó. Nếu như cậu nói cậu đã thích cô gái ngốc nghếch nhất trên thế giới đó rồi á, mình sẽ lập tức biến cậu thành người thứ ba. Có làm hay không? Bạn à, tôi đang có một linh cảm rất mãnh liệt, mãnh liệt, mãnh liệt, mãnh liệt. Lần này á, cậu đang chiến đấu ở một mức độ rất là cao. Bye bye. Mức độ cao? Ngoại hình của mình kiếm bạn gái dễ hơn trở bàn tay. Đó đó. Lần này có lỗi với cô rồi. Nè Trịnh Mặc, anh đang làm cái gì vậy hả? Món quà tôi đã nói, đi thôi. Bỏ tôi ra. Anh bỏ tôi ra, tôi cắn anh đó. Ti Ti, Ti Ti của anh, em nhất định phải gọi cho anh. Phải rồi, cậu Hải, cậu Hải nhất định có số của cậu. Quản lý, gõ cửa, không nhớ là phải gõ cửa hả? Không phải gõ bây giờ. Không phải là gõ bây giờ. Nói đi, có chuyện gì? Giò heo của chúng tôi đã bán hết rồi. Cho chúng tôi làm chính thức đi. Bán hết rồi hả? Ừ. Không dư cái nào? Không dư cái nào? Không dư cái nào được hết. Được thôi, tôi sẽ nói với cô Lệ nhanh chóng làm hợp đồng nhân viên chính thức cho cô. Thiệt hả? Cảm ơn quản lý. Vậy còn tôi? Ừ? Vậy còn tôi, nói chúng tôi sẽ được làm chính thức mà. Phải, tôi có nói như vậy. Nhưng mà thời gian cậu tới đây quá ngắn. Thời gian ngắn như vậy mà cho cậu làm chính thức thì không có quy định đó. Nên cậu hãy đợi đi. Quản lý, anh đã hứa cho ảnh làm chính thức mà. Anh lại muốn nuốt lời nữa hả? Tôi nói vậy chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cậu nghĩ coi, nếu như tôi đặt cách cho cậu, sau này còn ai phục tôi nữa? Vậy anh nghĩ làm vậy là tôn trọng tôi à? Tôi là quản lý hay cậu là quản lý? Có nhân viên nào hùng hổ hăm dọa như cậu không? Có không? Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu không phục, có thể phản ánh lên cấp trên. Tôi... Chuyện này tới đây là chấm dứt. Tôi còn phải làm việc. Ra ngoài. Kiêu ngạo với tôi hả? Có bản lĩnh kêu anh cậu ra đây gặp tôi hả? Nè anh, có sao không vậy? Nè, tức giận thiệt hả? Anh đúng là bị bệnh thiệt đó. Tôi giận sao? Giận cái gì mà giận chứ? Không cho tôi làm chính thức cũng đâu có sao. Dù sao cô cũng biết tôi chỉ ở đây 3 tháng thôi. Chủ yếu là cô được làm nhân viên chính thức đó. Đãi đi hả? Chưa ký hợp đồng mà sốt ruột cái gì? Hay là tôi đãi cô một bữa nghe. Bữa nay tôi vui. Nếu anh xin lỗi tôi về chuyện hôm qua thì tôi đồng ý. Xin lỗi? Xạo thôi. Ha, vết cắn của động vật còn ở đây nè. Nè 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 nè. Nè 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 nè. Alo. Tôi đây. Cái gì? Sao lại đóng cửa siêu thị? Sao lại đóng cửa siêu thị của tôi? Mấy giờ anh về? Chúng ta vẫn gặp nhau chứ?
Em nghĩ nhiều quá rồi. Nếu em chưa ăn sáng, cô muốn tới đây ăn không? Ăn bữa ăn do chính ta nấu. Được, vậy chúng ta gặp rồi nói nha. Chào giám đốc Triệu. Bữa nay tự nhiên tôi thấy không được khỏe, muốn xin được nghỉ phép. Hôm nay không tới công ty. Sức khỏe không sao chứ? Không sao, chỉ là ngủ không được ngon thôi. Phải rồi, giám đốc mới của chúng ta là ai vậy? Có thông tin gì không? Không có. Lần này đúng là kỳ lạ thiệt, mọi chuyện đều quá bí mật. Tôi có linh cảm giám đốc miền mới không dễ chơi đâu. Trời ơi, vậy tôi phải xin phép thành thật rồi, tránh tới lúc đó để lại một điểm yếu cho người ta tóm. Cảm ơn ông, tạm biệt. Quản lý à, hợp đồng này có vấn đề. Tôi không thể ký. Có vấn đề gì? Hợp đồng này có quá nhiều điều khoản không hợp lý. Ví dụ như anh coi điều này: kể từ ngày ký hợp đồng, nhân viên nữ dưới 25 tuổi không được sinh con trong vòng 3 năm. Làm gì có đạo lý như vậy chứ? Không phải là vi phạm luật hợp đồng lao động sao? Còn điều này nữa: bên B trong quá trình làm việc vì vấn đề cá nhân để khách hàng khởi kiện, hoặc là làm cho bên A tổn thất trực tiếp về kinh tế, bên A có quyền hủy hợp đồng, đồng thời có quyền yêu cầu bên B phải bồi thường một số tiền nhất định. Số tiền tùy thuộc vào tình hình. Cái quy định không hề rõ ràng này có phải nó có nghĩa là nếu như tôi phạm phải sai sót nào trong công việc, tôi không chỉ sẽ bị mất việc mà còn có thể sẽ bị mất hết tài sản hả? Cô Lệ. Hả? Cô giải thích với cổ đi. Tôi hả? Không, cái đó... Quản lý à, không phải hợp đồng lao động của tụi tôi đều phải ký như vậy sao? Cũng đâu có ai có ý kiến gì đâu, cũng đâu phải phải giải thích gì đâu. Rõ ràng đây là hợp đồng ngang ngược. Theo tôi thấy, đó đó nói rất có lý. Cậu im đi. Nếu đã là bên A, cũng phải hiểu lý lẽ. Đó đó, tôi rất là vui vì cô có thể đọc rất kỹ lưỡng những điều khoản trong hợp đồng. Thật không ngờ cô còn là người thận trọng có trách nhiệm. Nhưng thật lòng mà nói, hồi đó lúc mà tôi ký hợp đồng lao động với công ty đều ký dựa trên những điều khoản đó. Chắc anh nghĩ anh là đàn ông sẽ không để ý tới điều khoản không được sinh con trước 25 tuổi. Thôi vậy đi, nếu như cô cho là bản hợp đồng này có vấn đề, tôi có thể phản ánh lên cấp trên. Hợp đồng thì cô có thể không ký, đợi chừng nào cấp trên giải thích nữa tôi sẽ tìm cô. Cô thấy sao? Siêu thị này còn không biết có giữ nổi hay không. Tôi không nói là phá sản, thực sự tội nghiệp cho cô. Vậy phải chờ tới chừng nào? Chuyện đó tôi cũng không rõ. Có thể một tuần, có thể là một tháng, cũng có thể là một năm. Rõ ràng anh đang uy hiếp tôi. Ý đó đã à, có cần phải làm như vậy không? Hợp đồng của tôi cũng có ký như vậy, ai cũng ký hết vậy đó. Đó đó à, coi cô kìa, cô trẻ như vậy, thông minh như vậy, được vô siêu thị của chúng tôi làm là vinh dự lắm rồi. Không lẽ cô muốn trở thành mẹ trước khi cô 25 tuổi hả? Tôi không có ý đó, tôi chỉ thấy cái này không hợp lý. Vậy thôi, cô cứ suy nghĩ đi ha, tôi cho cô thời gian. Không còn chỗ nào để bàn bạc hả? Khoan đã. Tôi ký. Đây là món gan ngỗng mà anh tâm đắc nhất. Em thử đi. Anh thật sự không có gì muốn hỏi em sao? Mỗi người ai cũng có bạn trai bạn gái cũ của mình mà. Nè. Được thôi, nói đi. Anh muốn để em chờ bao lâu nữa? Chắc là rất lâu, cũng có thể rất nhanh. Em có thể hỏi tại sao không? Anh chỉ có thể nói không phải vì một cô gái khác. Được rồi, quen sống một mình tự do tự tại cũng tốt. Em vẫn chưa dám kết hôn dồ dã. Sao anh không ăn? Nó sắp chảy rồi kìa. Ăn nhiều kem quá sẽ bị mập đó. Đạo đức giả. Anh có ăn không? Không ăn thì đưa tôi ăn. Nè,
Có phải cô vì trả tiền thẻ tín dụng mới ký hợp đồng ngang ngược đó không? Phải đó thì sao? Anh đừng tưởng anh giúp tôi làm chính thức là có thể chia cắt tôi với bạn trai tôi. Ơi, cô đúng là hết thuốc chữa thiệt rồi. Vì công việc, bởi vì công việc thôi. Lãnh lương tháng, nuôi sống cả nhà, không quá nghiêm trọng. Cô nghĩ như vậy hả? Phải. Hey, tôi còn tưởng cô tham vọng hơn. Thì ra không có tinh thần cầu tiến. Có khó khăn cũng phải sống vui vẻ. Vui vẻ chính là sự nghiệp mà tôi luôn muốn theo đuổi. Chưa từng thấy ai ngốc như cô. Anh mới ngốc đó. Tự cao tự đại, luôn cho mình đúng. Nè, anh nói anh chỉ ở đây 3 tháng thôi hả? Như vậy là sao? Hết 3 tháng anh định làm gì? Không biết, chưa nghĩ tới. Đừng nói với ai nghe. Vậy anh phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Nếu không tôi sẽ nói cho người khác biết. Nè, anh tới đây làm gì? Cứu giảng siêu thị này. Sau đó thì cứu giảng cô. Đi đi. Nè, nhanh chóng điều tra chuyện cung thành giùm tôi đi. Đoán đi. Không có hứng đâu. Làm chính thức rồi. Ồ. Sao anh cũng không thèm mừng với em được chứ? Anh rất mừng, thật sự rất mừng. Chúc mừng em, cuối cùng cũng có thể sống như cái đồng hồ đứt dây rồi. Đa số mọi người đều phải sống cuộc sống như vậy mà. Hay là anh cũng đi tìm một công ty để làm đi. Anh biết, anh đã làm cho em mệt mỏi rồi. Nhưng mà em có biết không, anh có cách sống riêng của anh. Cách sống đúng và đúng giấc không hợp với anh đâu. Em chỉ nói đại vậy thôi. Anh không muốn thì thôi vậy. Bà xã, tiền lương của em có đủ không? Mỗi tháng em phải trả tiền mà. Làm chính thức rồi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Hơn nữa còn có tài khoản ngân hàng. Em ngốc quá. Hiện thực quá ngọt ngào, xã hội quá ngọt ngào, những người ngọt ngào. Anh đã nghĩ là anh là người làm nghệ thuật, nhưng bây giờ anh phải viết những thứ dơ bẩn như vậy. Anh phải cúi đầu xuống, chịu sự ghê tởm. Anh thật sự rất ghê tởm đó. Anh bình tĩnh đi. Anh xin lỗi. Tụi mình ăn cơm đi. Đó đó. Hồi đó anh có nói. Làm những việc mà em thích. Nhưng bây giờ anh còn không nuôi nổi bản thân của mình nữa. Càng nghĩ anh càng thấy buồn cười. Em cũng rất thích công việc hiện tại của mình. Phải rồi. Tấm hình áo cưới đó em hỏi rồi, có hạn chế thời gian. Hay là anh coi. Anh biết rồi. Bà xã, vì em anh sẽ cố gắng chịu đựng, viết ra được kịch bản ngoại tình. Anh đang nghĩ gì vậy? Em nói cho anh biết, lần này anh nào quản lại nữa em không tha đâu. Ăn đi. Ăn đi. Đo đo ngốc. Em phải sống đầy đủ hơn mới được. Ngày nghỉ kết thúc. Tìm được một việc làm chính thức. Không phải để nuôi em sao? Anh muốn nuôi em hả? Vậy thì tốt quá rồi. Giám đốc Biền mới của tụi em giờ đây không biết tính tình ra sao. Có câu vua nào thì triều thần đấy. Không chừng em sẽ bị đuổi việc, bị thất nghiệp. Vậy anh phải nuôi em rồi. Hay là em nuôi anh đi. Còn không, anh nuôi em. Anh đó, đáng ghét. Nói, anh tìm được việc gì? Chuyện này á, tạm thời là bí mật. Nhưng mà em cũng sẽ sớm biết thôi. Tối nay anh không về khách sạn được không? Anh đã có công việc chính thức rồi.
mà chưa mua được nhà sao? Anh quen sống ở khách sạn rồi. Đàn ông sống ở khách sạn thông thường sẽ không hề nghĩ tới việc lập gia đình đó. Nè, nói dối bị em vạch trần rồi. Làm như vậy là không công bằng. Lợi nhuận được tăng lên gấp 10 lần, tiêu thụ cũng được tăng cao rồi. Dựa vào đâu mà đóng cửa chứ? Đúng vậy đó. Sao mà đóng chuyện cửa gì vậy? Đóng cửa gì? Không được đâu. Uống nước lạnh nhét kẽ răng. Mặc đồ mới đi ra đường bị dính bẩn. Tập đoàn không có ai muốn lỗ, mà là muốn lời hơn. Là một quản lý, tôi xin lỗi các cô các cậu. Nhưng mà cũng may chúng ta còn một tháng. Trong vòng một tháng ở đây, chỉ cần chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận nhiều hơn để bảo vệ siêu thị của chúng ta. Bây giờ tất cả chúng ta cần phải làm là tập trung ý kiến, coi có cách nào để có thể đưa doanh số tiêu thụ tăng lên. Anh là ai chứ? Anh làm được gì? Tất cả chúng ta nghĩ coi, có điểm nào khắc phục được không? Quản lý à, tôi nói vài câu được không? Cậu đứng đó nói đi. Là như vậy, doanh số của siêu thị Minh Tinh chúng ta bây giờ đang tụt dốc thê thảm. Nhất định cũng phải có yếu tố cạnh tranh từ bên ngoài. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ có một tháng phải tăng cao doanh số. Chúng ta chỉ có thể dùng cách phi thường. Tôi đề nghị các sản phẩm cao cấp mang lại lợi nhuận cao, tiếp tục dùng cách tăng giá lên gấp 10 lần để bán đi. Sản phẩm cao cấp phải có những khách hàng cao cấp. Cậu có hiểu kinh doanh siêu thị không? Không hiểu, đừng có đứng ở đây lãng phí thời gian của mọi người nữa. Những khách hàng cao cấp thường có rất ít, nhưng mà lại có rất nhiều siêu thị. Bây giờ doanh số đang tụt dốc thê thảm. Anh làm quản lý phải có cách làm tròn trách nhiệm quản lý của mình. Nè phó quản lý, bây giờ không phải là đang thảo luận ai phải chịu trách nhiệm. Cậu hiểu không? Tất cả mọi người phải cùng nhau nghĩ cách, coi có cách nào là tốt nhất. Nếu như có cách nào hay, tôi sẽ thưởng nồng hậu. Quản lý à, hồi nãy tôi quá kích động, thật ngại quá, xin lỗi nghe. Có thể cho tôi vài phút nói hết ý kiến của mình với mọi người hay không vậy? Nói đi. Alo, giám đốc Miền tìm tôi. Được, tôi sẽ tới liền. Vào đi. Đóng cửa cho tôi.好的，自我安慰着，yeah。
经过，也值得。